không có đối thủ, MU rộng cửa vô địch C2. MU đấu Newcastle, danh hiệu đầu tiên cho Ten Hag. Không có đối thủ, MU rộng cửa vô địch C2. Sau khi thắng Barcelona, MU vượt qua Arsenal để trở thành đội có tỷ lệ vô địch Europa League cao nhất ở thời điểm hiện tại. Lá thăm may rồi ở vòng 1/6 Europa League khiến MU và Barca rơi vào cuộc chiến một mất một còn để tranh tấm vé đi tiếp tại giải đấu. Sau hai lượt trận, hai đội đã cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn, những bàn thắng đẹp và cuối cùng đội giành quyền đi tiếp là MU. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-3 nghiêng về đại diện tới từ nước Anh. Cùng với MU, 7 cái tên khác cũng lọt vào vòng 1/8 là Sporting CB, Bồ Đào Nha, Bayer Leverkusen, Đức, Juventus, Italy, PSV, Hà Lan, AS Roma, Italy, Rennes, Pháp, Union Berlin, Đức. 8 đội bóng này sẽ đối đầu với 8 đội đứng đầu ở vòng bảng là Union Saint-Gilloise của Bỉ, Arsenal của Anh, Frankfurt, Đức, Ferencváros, Hungary, Feyenoord, Hà Lan, Real Betis, Real Sociedad, Tây Ban Nha và Fenerbahce, Thổ Nhĩ Kỳ để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất lọt vào tứ kết. Câu hỏi được đặt ra lúc này là đội bóng nào đang có tỷ lệ vô địch cao nhất? Theo một số nhà cái uy tín của châu Âu, MU chính là đội có khả năng giành chức vô địch Europa League cao nhất thời điểm hiện tại. Thực tế, đây cũng không phải là điều quá bất ngờ. Dù không phải là một đội hạt giống, nhưng MU vừa loại một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Barcelona. Thêm vào đó, phong độ của kỳ đỏ đang cực cao dưới thời Erik ten Hag. Ngoài ra, những đối thủ tiềm tàng ở vòng 1/8 đều được đánh giá dưới cơ khi họ không phải gặp Arsenal do cùng quốc gia. Tỷ lệ đặt cửa MU vô địch Europa League hiện tại là 2-5. Đội được đánh giá có cơ hội vô địch cao thứ hai chỉ sau MU là Arsenal với tỷ lệ 2-5. Đứng thứ ba là Juventus với tỷ lệ vô địch là 1-7. Trong khi đó, một đại diện khác của Italy là Roma được đánh giá ở mức tỷ lệ 1-16. Ba câu lạc bộ của Tây Ban Nha là Real Betis, Real Sociedad có chung tỷ lệ là 1-20. Hai đội bóng được đánh giá có tỷ lệ vô địch Europa League thấp nhất là Union Saint-Gilloise và Ferencváros. Đại diện của Bỉ được đặt mức tỷ lệ 1-1.50, trong khi đội bóng của Hungary được đặt tỷ lệ 1-200. MU đấu Newcastle, danh hiệu đầu tiên cho Ten Hag. Chung kết EFL Cup 23:30 ngày 26 tháng 2, Quỷ Đỏ đang thăng hoa trong tháng 2 này và họ tự tin đến với sân Wembley để đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ mùa hè năm 2017. Trong khi chiếc chòe đang tỏ rõ dấu hiệu hụt hơi tại sân chơi quốc nội khi gần đây chỉ hòa và thua. Dù vậy, đã quá lâu rồi họ mới có một trận chung kết. Do đó, Newcastle chắc chắn sẽ chờ hết mình cho chiếc cúp. Ngược lại, MU đang bay cao và trận thắng trước Barca tại cúp C2 châu Âu tiếp thêm động lực giúp họ giành danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên Erik ten Hag. Tái ngộ tại chung kết sau 24 năm. Năm 1999, cũng tại thánh đường bóng đá Wembley, hai đội đã đối đầu nhau trong trận đấu cuối cùng của một mùa FA Cup đầy cảm xúc. Khi đó, Newcastle là đội bóng tầm khá của Premier League với đầu tàu là siêu sao Alan Shearer cùng sự dẫn dắt của một cái tên khá nổi tiếng của bóng đá Hà Lan, Ruud Gullit. Còn MU đang có thế hệ vàng với những Peter Schmeichel, David Beckham, Ryan Giggs, Roy Keane. Quan trọng nhất là họ có Sir Alex Ferguson. Và tất nhiên với nhân sự và hệ thống vượt trội, MU chơi trên chân đối thủ. Hai ngôi sao sáng nhất của họ ngày hôm đó là tiền vệ Posco và tiền đạo vào tay người Teddy Sheringham. Họ kiến tạo cho nhau để ghi cả hai bàn thắng, nâng tỷ số là 2-0 và MU chạm tay vào chiếc cúp thứ hai trong cú ăn ba lịch sử của tháng 5 năm 1999. 24 năm đã trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi. Newcastle giờ đang trên con đường tiến vào nhóm những đội dẫn đầu khi đội bóng này đang được giới đầu tư từ giới chủ Ả Rập. Còn MU giờ lại được dẫn dắt bởi một người Hà Lan và có vẻ như đang đi đúng hướng để trở lại vị thế năm xưa. Quỷ Đỏ đang thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đội chủ sân Old Trafford tham dự trận chung kết này rất đúng lúc, bất chấp việc mật độ thi đấu tháng 2 quá khủng khiếp với mật độ 3 ngày một trận, nhưng các cầu thủ và cả cổ động viên cũng đã thấy quen dần. Lý do quan trọng hơn chính là việc phong độ và kết quả ngày một đi lên của đội bóng áo đỏ. Trong tháng 2 khắc nghiệt, họ hòa 1 và thắng 4 trận ở đấu trường trong nước để bám đuổi hai đội dẫn đầu ngoại hạng Anh. Nhưng cú hích lớn nhất chính là việc họ đánh bại ông lớn Barca tại Europa League. Đoàn quân của huấn luyện viên Xavi là một đội bóng mạnh nhất và dẫn đầu La Liga lúc này. Đánh bại Barca là bước đánh dấu việc MU có thể đối đầu song phẳng với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới vào lúc này. Bất chấp bão chấn thương, thẻ phạt, thuyền trưởng Erik ten Hag vẫn lái được con tàu qua khó khăn. Ông đã định hình lối chơi, cách bố trí nhân sự mới, xoay tua mới để đáp ứng phù hợp cho giai đoạn này. Khung hàng cánh phải, ông dùng Bruno vẫn ổn, mất người tuyến giữa vì chấn thương và thẻ phạt. Fred và Sabitzer dù chưa hoàn hảo nhưng vẫn vá tạm được. Còn Sancho và Garnacho trở thành những con bài xoay vòng quan trọng. Họ từ băng ghế dự bị vào sân là có những đóng góp cho bàn thắng. Ở phía dưới, cả bốn trung vệ đều được sử dụng tùy trận, từ đó đảm bảo thể lực cho vị trí luôn cần sự tập trung cao độ này. Ngoài ra thì Goodwin Host cũng không còn bị áp lực ghi bàn nữa,
giờ anh thiên về vai trò pressing, phòng ngự từ xa, chạy hút người và phối hợp. Trước thềm chung kết, MU sẽ có sự trở lại quan trọng của Casemiro và Antony, những nhân tố vừa tỏa sáng lần lượt ở phòng ngự và tấn công khi đánh bại Barcelona do thẻ phạt. Casemiro đã vắng 3 trận ngoại hạng Anh trước Leeds, 2 trận và Leicester. Khi thiếu tiền vệ người Brazil, MU luôn khởi đầu trận đấu rất tệ, liên tục bị đối phương dồn ép và đánh phủ đầu. Quỷ đỏ vẫn giành được 7 điểm sau 3 trận đó, nhưng đều vất vả, phải nhờ đến tài năng của David De Gea nhiều lần, cùng những điều chỉnh kịp thời của Ten Hag trong hiệp 2. Giờ khi có đủ những nhân tố chủ chốt, MU hoàn toàn có thể chơi chắc chắn, thậm chí áp đảo đối thủ ngay từ đầu trận. Sự tự tin ngày một cao chính là chìa khóa hạ gục đối thủ, như cách họ tiếp tục tìm kiếm cơ hội khi đã dẫn trước Leicester lẫn Barcelona. Trong khi chiếc chòe đang tỏ rõ dấu hiệu hụt hơi tại sân chơi quốc nội khi gần đây họ chỉ hòa và thua. Dù vậy, đã quá lâu rồi họ mới có được một trận chung kết, do đó Newcastle chắc chắn sẽ chơi hết mình cho chiếc cúp. Ngược lại, MU đang bay cao và trận thắng trước Barca tại cúp C2 châu Âu tiếp thêm động lực giúp họ giành danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên Erik ten Hag.